Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi video trên kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, nếu như trong tay các bạn có một khoản tiền để đầu tư, thì bạn sẽ nghĩ đến việc đầu tư vào thứ gì trước tiên? Sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau, bởi mỗi người có một sở thích riêng. Nếu đã có những kiến thức kinh doanh hay những am hiểu cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thì hãy cứ mạnh dạn đầu tư kinh doanh. Ngược lại, nếu vẫn đang phân vân, mơ hồ hay chẳng có bất cứ tính toán nào, thì đừng nóng vội chạy theo số đông. Đôi khi khoản đầu tư tốt nhất không phải là chứng khoán, vàng hay bất động sản đâu, mà lại chính là ba khoản sau đây. Đảm bảo khi bạn đầu tư cho nó sẽ không bao giờ lỗ mà chỉ có lãi thôi. Còn bây giờ, các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công xem đó là ba khoản nào nhé. Khoản đầu tiên, mặc dù rất quan trọng nhưng lại bị nhiều người chủ quan, xem nhẹ, đó là đầu tư vào sức khỏe. Tôi đã xem một video cách đây vài ngày. Một hot face mạng với gần 2 triệu follow đã chết vì bệnh viêm tụy cấp ở tuổi 27. Qua tìm hiểu, tôi được biết anh ta đã có triệu chứng sốt suốt một tuần, nhưng anh lại chẳng để tâm đến nó. Bệnh dần di căn đến khoang tim, tình trạng của anh ta xấu đi nhanh chóng. Khi xe cấp cứu đến, thì người đã không còn nữa rồi. Trong đoạn video đăng tải trước khi mất, anh ta còn kể với ông bà nội rằng mình bị sốt, cảm thấy rất khó chịu. Gia đình còn tưởng anh ta chỉ đang đùa, không ngờ một tuần sau họ phải nhận tin báo tử của anh. Chàng trai trẻ với tương lai đầy hứa hẹn lại đột ngột bỏ mình trong những năm tháng tuyệt vời nhất, khiến lòng người không khỏi xót xa. Cuộc sống giống như một cuộc chạy marathon, không phải xem ai có thể chạy nhanh hơn, mà là xem ai có thể chạy xa hơn. Một cư dân mạng từng chia sẻ về công việc lương cao đáng ghen tị, nhưng do áp lực công việc quá, nên chỉ sau một năm, anh cảm thấy mệt mỏi đến kiệt quệ. Ngày nào anh cũng sống trong trạng thái căng thẳng. Hệ lụy từ việc này là tóc anh rụng nhiều và anh thường mất ngủ cả đêm. Ở độ tuổi 30, anh cảm thấy cơ thể mình ốm yếu như người già. Về sau, anh dứt khoát từ chức và để lại lời nhắn: tiền kiếm lúc nào cũng được, còn sức khỏe mới là trên hết. Khi đến tuổi trung niên, chào đón chúng ta đến với ngày mới sẽ là các áp lực đến từ các khoản vay mua nhà, vay mua xe, chi tiêu gia đình, học phí cho con cái. Tất cả những điều này khiến chúng ta không dám chảnh mảng. Chúng ta sẽ ưu tiên đặt việc kiếm tiền lên hàng đầu mà bỏ qua sức khỏe bản thân. Nhưng dù kiếm được bao nhiêu tiền, một khi cơ thể kiệt quệ thì chẳng có mức giá nào mua lại được sức khỏe. Thực tế, nếu có thể kiên trì thực hiện lâu dài việc tập thể dục hàng ngày, ăn uống hợp lý, làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, chúng ta sẽ có khoản đầu tư tốt nhất dành cho cơ thể của bản thân. Bởi vì thành công lớn nhất trong cuộc đời không phải là đạt được tiền tài và danh vọng, mà là sống một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Khoản đầu tư thứ hai chắc chắn sẽ sinh lời vô cùng lớn sau này, đó là đầu tư vào năng lực. Thời gian và công sức của một người được đầu tư vào đâu thì sẽ có thu hoạch ở đó. Đầu tư vào tri thức để hình thành năng lực của bản thân là dự án đầu tư có lợi nhất. Bởi vì năng lực cá nhân sẽ không thể bị người khác lấy mất. Minh Tiến, từ nhân viên công ty, đã thăng tiến lên thành phó giám đốc phụ trách kế hoạch khu vực. Anh chỉ mất 4 tháng để doanh thu tăng gấp bội. Ở tuổi đời còn rất trẻ mà anh ấy đã có được những thành tích ấn tượng như vậy. Thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng bản thân anh lại cho rằng tất cả những điều này là do may mắn, do đúng thời điểm Internet phát triển, chứ không phải do thực lực của bản thân. Vì vậy, giữa tiền tài và trưởng thành, anh ấy đã chọn trưởng thành. Anh quyết định theo đuổi ngành MBA. Hàng ngày, anh đều đeo chiếc cặp nhỏ, đạp chiếc xe đạp cũ, vừa đi đến trường vừa ăn bánh mì. Nhưng vì nền tảng cơ sở còn yếu, nên quá trình học của anh diễn ra rất vất vả. Đặc biệt là trong lúc làm việc nhóm, khi thảo luận vấn đề với các bạn cùng nhóm, anh ấy không thể tham gia vào cuộc bàn luận và cảm thấy
như mình là một gánh nặng lớn. Ban đầu, các bạn trong nhóm vẫn còn lịch sự mời anh đến. Nhưng sau đó, những cuộc hẹn trở nên thưa dần. Để thoát khỏi tình huống xấu hổ này, anh ngâm mình trong thư viện 6 tiếng mỗi ngày, bù lại gốc tiếng Anh và kiến thức chuyên môn. Mọi sự chăm chỉ cuối cùng cũng được đền đáp. Với sự nỗ lực hơn người, anh ấy đã thuận lợi vượt qua tất cả các kỳ thi MBA. Sau khi học xong, do có kinh nghiệm đi trước, anh đã xin vào một công ty mạng viễn thông và kiêm nhiệm vị trí phó giám đốc. Thời đại thay đổi không ngừng, không có công việc ổn định, chỉ có năng lực ổn định. Cho dù đó là đọc sách hay học một kỹ năng mới, đều là để mở rộng giới hạn năng lực của mình. Và học, học nữa, học mãi, không ngừng hoàn thiện bản thân là một khóa học bắt buộc đối với mỗi người trưởng thành. Khoản đầu tư thứ ba, đó là đầu tư vào sở thích. Vì sở thích của mình, bạn có thể biến cuộc sống bình thường trở nên thú vị hơn rất nhiều. Tôi có một đồng nghiệp bán hàng tên là Thúy Vi, rất thích nuôi cá. Cậu ấy có một bể cá lớn ở nhà với hơn 10 chú cá nhiệt đới, rất là xinh đẹp. Cách một ngày, cậu ấy sẽ thay nước cho cá và vệ sinh bể cá khoảng hơn nửa tiếng mỗi ngày. Hơn nữa, cậu còn mua thức ăn cho cá mỗi 2 ngày một lần. Nếu cá bị bệnh, cậu còn tìm khắp nơi để mua bằng được thuốc đặc trị. Để chăm sóc chúng tốt hơn, cậu ấy đã lắp đặt camera độ nét cao tại nhà để tiện bề theo dõi đàn cá của mình. Cậu chia sẻ, tôi thích nhất khoảnh khắc đi làm về, đi đến trước bể cá. Cả đàn cá đều chạy về phía mình. Điều đó giúp tôi giải tỏa mọi áp lực trong công việc. Và dù hôm đó có gặp khách hàng phàn nàn vô lý đến đâu thì cũng như gió thoảng qua tai. Học cách tiếp thêm sức sống cho cuộc sống bận rộn của mình và tạo cho tâm hồn mệt mỏi một mảnh đất để nghỉ ngơi. Đây là một kỹ năng cần có đối với người trưởng thành ngày nay. Phát triển một sở thích khác ngoài công việc như viết lách, vẽ tranh, đánh đàn không phải để sinh tồn, chỉ là vì niềm vui của riêng bạn. Ở đời, chỉ cần tìm thấy một điều làm thú vui là đủ để chúng ta an nhàn hưởng phúc về già. Và cuối cùng, đó là đầu tư vào vòng tròn xã hội. Tục ngữ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Như triết gia Jim Rohn đã nói, bạn là trung bình cộng của 5 người mà bạn tiếp xúc nhiều nhất. Chất lượng vòng tròn xã hội của một người quyết định triển vọng phát triển và chất lượng cuộc sống của người đó. Một câu chuyện như sau. Khi mới vào đại học, ký túc xá của Lâm là phòng 4 người. Ba người bạn cùng phòng còn lại có mục tiêu rất rõ ràng. Họ dự tính sẽ đi du học ngay sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, mỗi ngày họ đều bận rộn chạy đến thư viện để học tập. Còn Lâm thì sau mỗi giờ học đều sẽ tìm đến những niềm vui như chơi game, lướt web, xem phim. Mới đầu, Lâm cũng thường phàn nàn với những người bạn cấp 3 cũ của mình rằng bạn cùng phòng bây giờ toàn kẻ mọt sách. Nhưng theo thời gian, trước áp lực cũng như sự khuyến khích của các bạn cùng phòng, Lâm bắt đầu cùng họ đến thư viện, cùng nhau đạt điểm cao và cùng nhau thi IELTS. Lúc sắp tốt nghiệp, Lâm với bạn cùng phòng vốn ban đầu như chẳng có điểm chung nào với nhau. Bây giờ cũng đã được nhận vào một trường danh tiếng của Mỹ. Và sau khi hoàn thành chương trình học của mình, Lâm được nhận làm giảng viên giảng dạy tại các trường cao đẳng và đại học của Mỹ. Bây giờ Lâm đã gần 40 tuổi và sống ở nước ngoài hơn chục năm. Lâm đã mua được nhà, định cư và lập gia đình ở Mỹ. Lâm cũng thường trở lại quê nhà để trao đổi học thuật. Bạn của bạn là ai? Thực sự là vấn đề vô cùng quan trọng. Tham gia vào một vòng xã hội ưu tú là cơ hội để bạn có được bước nhảy vọt. Khi ở chung với những người siêng năng, bạn sẽ không thể lười biếng. Ở chung với những người tích cực, bạn sẽ không chán nản. Ở chung với những người ưu tú, bạn sẽ ngày một phát triển hơn. Trên thực tế, vòng tròn xã hội mà chúng ta đang sống sẽ quyết định tương lai của chúng ta. Các bạn thân mến, bạn có thấy không? Đối với hầu hết chúng ta, cuộc sống đang lặp đi lặp lại những vòng nhàm chán. Chúng ta làm việc nhưng chỉ chờ đến giờ tan sở.
thỏa mãn với những thành quả nhỏ nhoi và nhận về những đồng lương khiêm tốn. Trái lại, những người thành công luôn thích chinh phục thêm nhiều điều mới. Kết quả là họ ngày càng leo lên cao và bỏ lại chúng ta với những giấc mơ dở dang. Những thói quen sẽ quyết định rất lớn đến sự thành công của mỗi người. Và nếu như bạn có 3 thói quen sau đây thì đừng chần chừ, hãy lập tức vứt bỏ ngay thì mới mong có được thành công. Các bạn hãy cùng xem đó là những thói quen nào nhé. Thứ nhất, mối quan hệ xã giao vô bổ. Tục ngữ có câu, ở nhà nhờ bố mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè. Có lẽ cũng vì hiểu được đạo lý này mà rất nhiều người đi đâu cũng để lại số điện thoại, xin số liên hệ, thậm chí lưu mọi số điện thoại có được trong cuốn sổ tay riêng. Nhưng không phải ai cũng hiểu và chấp nhận được rằng quan hệ là một thứ không thể cưỡng cầu. Không phải do một tình thì bên kia sẽ nguyện. Người tham gia nhiều hội họp không có nghĩa là họ có quan hệ rộng. Nếu đã là những mối quan hệ không đem lại lợi ích, những bàn tiệc vô bổ, thì tại sao chúng ta cứ phải lãng phí thời gian, tiền bạc, sức khỏe và đánh mất những niềm vui thuần túy trong cuộc sống? Những người không phải bạn mà chỉ là bè, thực sự không đáng giá một xu. Chúng ta nên dứt bỏ và dành thời gian cho gia đình, cho mái ấm thực sự. Thứ hai, thói quen oán thán theo quán tính. Con người đa phần đều có một thói quen tai hại. Đó là khi gặp chuyện phiền não, chúng ta luôn oán thán do người thân, sếp, đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí do số đen. Rõ ràng, ai cũng biết thói quen đổ lỗi đó không thể làm thay đổi thực trạng, nhưng vẫn muốn oán thán, có thể cho sướng miệng, để giải tỏa tâm trạng tồi tệ. Nhưng oán thán thực chất không làm chúng ta thấy nhẹ nhõm hay thoải mái hơn. Ngược lại, nó như một bóng ma cứ đeo đuổi chúng ta, làm chúng ta không ngừng suy nghĩ về những thứ tiêu cực, thấy bực bội, tức tối. Tâm trạng đã tồi tệ thì làm gì cũng không thuận, và những thứ không thuận ấy lại khiến chúng ta oán thán. Cứ như vậy, một vòng tuần hoàn diễn ra và càng lan rộng như quả cầu tuyết khổng lồ. Tagore đã từng nói rằng, nếu bạn khóc vì mặt trời đã rời khỏi đời bạn, nước mắt sẽ ngăn bạn thấy được những vì sao. Thực chất khi ta oán thán, ta mất rất nhiều. Không chỉ là sức khỏe, tâm trạng bản thân mà còn là người thân, là những mối quan hệ của chúng ta. Khi đã oán thán thành thói quen, chúng ta rất khó để thoát khỏi nó. Nó như cơn bệnh hiểm nghèo ngấm sâu vào tế bào, đuổi không đi, đánh không lại. Thứ ba, những người bạn giả. Trên đời này, thứ gì cũng có đồ fake. Bạn cũng vậy. Bạn fake là người bên ta khi ta phất và vứt ta khi ta khó. Khi chúng ta thuận lợi, bao người vây quanh ta như lớp sương mù, khiến ta khó phân biệt ai thật, ai giả. Khi chúng ta thất thế, mọi thứ trở nên rõ ràng. Sương mù cũng tan đi. Khi đó, bạn fake bỗng dừng bận, không liên lạc được, hay bỗng dưng cũng lâm vào cảnh khốn khó, muốn nhưng không giúp được. Thực chất đa phần các mối quan hệ giữa người với người được xây dựng trên nền tảng giá trị vật chất và địa vị xã hội. Giá trị vật chất và địa vị xã hội càng cao, bạn bè càng nhiều, càng phức tạp. Và khi chúng ta thất thế, thứ cốt lõi tạo nên mối quan hệ bạn bè cũng biến mất. Bạn fake cũng không cánh mà bay mất dạng. Đời người ai cũng có lên có xuống. Những người bạn thực sự phải cần thời gian kiểm nghiệm. Năm tháng không đem bạn tốt đi, chỉ thổi bay các mối quan hệ ảo. Hãy kết bạn với người quan tâm tới bạn, người đưa tay ra khi bạn cần giúp đỡ. Hãy kết bạn với người có suy nghĩ tích cực, người truyền nhiệt cho bạn khi bạn gục ngã. Hãy kết bạn với người bạn đồng hành của bạn, người sẵn sàng làm bàn đạp cho bạn để bạn vươn xa. Hãy kết bạn với người phê bình bạn, người giúp bạn tỉnh táo và hoàn thiện hơn. Trên những quãng đường đời khác nhau, trong những khoảnh khắc tâm trạng khác nhau, chúng ta lại có cách nhìn nhận khác nhau. Và đi càng xa, chúng ta càng biết cách vứt bỏ. Và cũng đến một lứa tuổi nhất định,
chúng ta học được cách thỏa hiệp, không còn tính hiếu thắng hơn thua, không cố chấp với những thứ không thuộc về mình. Hy vọng tất cả trong chúng ta có thể sớm nhận ra những thứ thực sự dành cho mình, sống lành mạnh và sống thư thái. Thời lượng video đến đây là kết thúc rồi. Bí quyết thành công rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn có thể gửi những câu chuyện, chia sẻ của mình đến ban biên tập bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Đừng quên ấn like video, đăng ký kênh để chúng tôi có thêm nhiều động lực ra thêm những video chất lượng và bổ ích hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Bí quyết thành công. Hơn nữa, nếu bạn muốn tạo lập những thói quen tốt, đặc biệt là thói quen tiết kiệm nhưng không đủ kiên trì để thực hiện đến cùng. Nếu bạn hào hứng những ngày đầu rồi nhanh chóng cảm thấy chán và bỏ cuộc. Nếu bạn đọc nhiều phương pháp nhưng mới chỉ xem thôi chứ chưa bao giờ làm. Nếu bạn định làm nhưng chưa có kế hoạch cụ thể và ngại nên để đó, thì Bí quyết thành công muốn gửi tới bạn ứng dụng có tên là 30 ngày thói quen, xây dựng cuộc đời ngoại hạng bằng những thói quen vượt trội. Ứng dụng giúp bạn xây dựng thành công những thói quen quan trọng nhất trong cuộc đời và lưu giữ chúng mãi mãi. Những thói quen sẽ ăn sâu, thay đổi và nâng cao chất lượng cuộc đời bạn, đem lại cho bạn nền tảng tự động cho cuộc đời thành công. Bạn sẽ chinh phục thói quen dựa trên các nguyên tắc của khoa học, bài bản và chuyên nghiệp. Chương trình huấn luyện chuyên sâu 30 ngày và duy trì trong 365 ngày sẽ giúp bạn học được cách xây dựng và duy trì 25 thói quen quan trọng nhất trong cuộc đời, dựa trên những nguyên lý của khoa học hành vi và tâm lý học, cũng như nguyên tắc hoạt động của não bộ. Bạn sẽ đi sâu vào công thức cốt lõi của vòng lặp thói quen và nuôi cấy hành vi để biến những thói quen trở nên tự động trong cuộc sống và tồn tại mãi mãi suốt cuộc đời. Vậy còn chần chờ gì nữa, các bạn hãy bấm vào đường link ở phần mô tả của video để nhận phần quà hấp dẫn là 93 cuốn sách nói và 95 cuốn sách điện tử cùng những ưu đãi về ứng dụng 30 ngày thói quen để bổ sung thêm hành trang, giúp bạn chinh phục và lưu giữ thành công mọi thói quen trong cuộc đời.